VinFast phát động chiến dịch mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần 2, chung tay xây dựng thương hiệu Việt đẳng cấp thế giới. Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2024, VinFast chính thức phát động trở lại chiến dịch mãnh liệt tinh thần Việt Nam, kêu gọi người dân chung tay xây dựng thành công một thương hiệu Việt đạt đẳng cấp hàng đầu thế giới về công nghiệp, công nghệ cao, đồng thời góp phần kiến tạo tương lai xanh, sạch cho mọi người. Sau 6 năm ra mắt, VinFast đã đạt được những kỳ tích chưa từng có, không chỉ tại Việt Nam mà còn với cả ngành công nghiệp ô tô quốc tế. Từ một doanh nghiệp khởi nghiệp đến hãng xe có tầm vóc toàn cầu, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq Mỹ. Từ 3 mẫu xe xăng ban đầu đến dài sản phẩm xe điện chất lượng cao, đa dạng bậc nhất thế giới hiện tại. VinFast đã trải qua một hành trình mãnh liệt tinh thần Việt Nam, tràn đầy tự hào và cảm hứng với nguồn động viên đặc biệt chân quý từ người tiêu dùng. Bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, VinFast xác định hai mục tiêu chiến lược là mở rộng hoạt động tại nhiều quốc gia, đưa niềm tự hào thương hiệu Việt lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới, nhanh chóng phổ cập xe điện trên toàn quốc, đưa Việt Nam trở thành một hình mẫu điển hình về giao thông xanh trong khu vực. Để hiện thực hóa hai mục tiêu trên, VinFast chính thức phát động chiến dịch mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần 2 nhằm tri ân khách hàng cũ đã ủng hộ hãng trong những ngày đầu khởi nghiệp, đồng thời thiết thực hỗ trợ hàng triệu gia đình Việt sở hữu ô tô điện chất lượng cao thông qua các chính sách ưu đãi đặc biệt. Cụ thể, khách hàng đã tham gia chiến dịch lần 1 đã mua một trong 3 dòng xe xăng đầu tiên sẽ được tri ân gói bảo dưỡng trị giá 5 triệu đồng đối với các chủ sở hữu xe Lux, 3 triệu đồng đối với xe Fadil trong thời hạn 3 năm và được giảm ngay 5% giá mua xe điện VinFast bất kỳ. Bên cạnh đặc quyền tri ân khách cũ, toàn bộ khách hàng đều được VinFast áp dụng chính sách hỗ trợ chưa từng có trên thị trường với gói ưu đãi mua xe trả góp 3 nhất, thời hạn cho vay dài nhất, tối đa lên tới 8 năm, giá trị vay cao nhất, tới 70% giá xe, lãi suất hấp dẫn nhất, chỉ 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối. Tất cả chi phí hỗ trợ lãi suất và rủi ro phát sinh trong suốt 8 năm sẽ do VinFast hỗ trợ, bao gồm cả phần chênh lệch nếu lãi suất thả nổi của ngân hàng cao hơn cả mức trên. Như vậy, ngoài phần vốn tư có ban đầu, mỗi tháng khách hàng cần chi trả 5,29 triệu đồng tiền gốc cộng lãi, thấp hơn cả chi phí thuê xe trên thị trường, là có thể có ngay ô tô để sở hữu mỗi ngày và chính thức sở hữu chỉ sau 8 năm. Với chính sách trả góp đột phá, hầu hết người tiêu dùng Việt, kể cả tầng lớp lao động phổ thông, đều có khả năng hiện thực hóa giấc mơ có xe ô tô một cách đơn giản và dễ dàng. Cùng với chiến dịch hỗ trợ đột phá để tri ân và kêu gọi người tiêu dùng Việt chung tay vì một thương hiệu công nghiệp, công nghệ cao Việt đẳng cấp thế giới, VinFast còn sẵn sàng cạnh tranh trực diện, tiến tới thay thế dần xe xăng bằng ô tô điện thông qua việc tối ưu chi phí mua và sử dụng xe. Cụ thể, mức giá bán các mẫu xe điện không kèm pin rẻ hơn hẳn xe cùng phân khúc, chi phí thuê pin và sạc điện km cũng rẻ hơn chi phí nhiên liệu hóa thạch. Đặc biệt, với mỗi xe ô tô điện bán ra, VinFast sẽ đóng góp 1 triệu đồng vào Quỹ vì tương lai xanh của tập đoàn Vingroup để triển khai các hoạt động vì môi trường. Trong quá trình sử dụng xe, khách hàng sẽ nhận được nhiều món quà tri ân ý nghĩa từ VinFast tương ứng với số km xanh đạt được. Ước tính mỗi km di chuyển bằng xe điện, người dùng sẽ góp phần giảm 0,166 km CO2 thải ra môi trường. Như vậy, tham gia vào chiến dịch mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần 2 cùng VinFast, người tiêu dùng không chỉ có cơ hội sở hữu ô tô điện với mức giá chi phí thấp chưa từng có, chung tay xây dựng một thương hiệu Việt Nam đẳng cấp thế giới, mà còn góp phần thiết thực cho các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, lan tỏa xu hướng sống xanh trong cộng đồng. Chương trình mãnh liệt tinh thần Việt Nam và các chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sẽ chính thức được triển khai từ ngày 1 tháng 3 2024. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể tham khảo website vinfastauto.com hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 232389. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.